Xuân Giang là xã động lực của huyện Quang Bình, trong đó dân tộc Tày chiếm 97%. Trong lịch sử phát triển của mình, người Tày đã tạo ra những giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó có nghề dệt lụa và theo thổ cẩm. Đây là một nghề thủ công có từ rất lâu, không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, mà còn là sản phẩm được bán rộng rãi ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Đến thăm Hợp tác xã Dệt thuộc Cẩm Mường Trang, được chị Hoàng Thị Thập, chủ nhiệm Hợp tác xã cho biết, để giữ gìn bản sắc văn hóa cũng như nghề theo dệt thổ cẩm, năm 2015, Hợp tác xã Mường Trang thành lập với 6 thành viên. Sản phẩm của Hợp tác xã bao gồm các loại như vỏ chăn, khăn trải bàn, túi đề điện thoại, dây thắt lưng, dây dao, vân vân. Ngoài làm nông nghiệp, những lúc nông nhàn, các thành viên của Hợp tác xã lại tập trung dệt nên những tấm lụa và thổ cẩm với nhiều màu sắc, mang đậm nét đặc trưng của người dân nơi đây. Trước kia, các thành viên thường sử dụng những nguyên liệu sẵn có để dệt nên những tấm lụa và thổ cẩm đơn sơ Hiện nay, các thành viên của hợp tác xã đã tự nuôi tầm ươm tơ, diệt lụa và thổ cầm. Cách diệt lụa và thổ cẩm của người Tây ở Xuân Giang phải trải qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên là xe sợi, nhuộm thành các màu đỏ vàng xanh tím hồng trắng rồi đem dệt. Kỹ thuật dệt là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng đồng thời cũng tạo ra những nét độc đáo của từng sản phẩm. Bằng ốc sáng tạo phong phú của mình, các thành viên hợp tác xã đã tạo nên rất nhiều sản phẩm có mẫu hoa văn phong phú và đa dạng. Hoa văn trên mỗi tấm thổ cẩm bắt nguồn từ lao động, gắn bó trong cuộc sống hàng ngày như hình lá lúa, cành cây, xương cá, hoa bưởi, các loại con thú, vân vân.